Máy rất là đẹp, nhìn rất là sang, nhưng sẽ không phù hợp đâu nha các bạn. Hãy coi hết video này để biết tại sao không phù hợp. Này, các bạn đang tính chọn mua máy pha cà phê để mở quán chắc là quay mà các bạn không có kinh nghiệm gì hết, thì các bạn hãy xem hết video này. Leon sẽ truyền cho các bạn 5 kinh nghiệm để các bạn chọn mua máy pha cà phê đúng nhất. Hãy đi theo mình. Đây, thì các dòng máy pha cà phê để mở trang quán chất away thì chúng ta sẽ xác định rõ ba cái tiêu chí sau. Đầu tiên là cái thời gian chiết xuất từ lúc xay cho tới lúc pha ra, nó khoảng tầm từ 1 tới 2 phút thôi. Các bạn chọn những dòng máy pha cà phê mà nó chiết xuất lâu quá thì nó sẽ không phục vụ được, không đáp ứng được cái nhu cầu của người tiêu dùng. Và tiêu chí thứ hai là các bạn phải chọn mua những dòng máy pha cà phê tối ưu chi phí, tức là nó sẽ không cần phải quá mắc tiền, nhưng cái công suất nó phải phù hợp với bạn tại cái vị trí đó. Rồi, tiêu chí thứ ba là các bạn sẽ chọn những dòng máy pha cà phê nào mà cái độ bền của nó khoảng tầm từ 2 năm đổ lên, chứ đừng có chọn những dòng máy hoặc cà phê mà mới pha mà nóng hết cái thân máy rồi thì làm sao mà bền được, nó sẽ cháy những cái bo mạch, cháy những cái phần cấu tạo bên trong đó. Thì qua ba tiêu chí này, Leon sẽ chia sẻ cho các bạn 5 kinh nghiệm để các bạn chọn máy pha cà phê đúng nhất. Kinh nghiệm đầu tiên là các bạn sẽ xác định được cái công suất pha một ngày các bạn cần là bao nhiêu. Ví dụ như các bạn cần một ngày pha là 70 ly một ngày thì các bạn cứ chọn những dòng máy pha cà phê 100 ly một ngày, phải hơn cái công suất kỳ vọng của các bạn một tí xíu thì máy nó mới bền được. Thì khi mà các bạn, nó giống như là cái cơ thể con người mình á, khi mà các bạn bắt nó gồng hoài thì nó cơ thể mình nó sẽ bị lao lực đi, nó sẽ bị yếu đi. Ví dụ như các bạn kỳ vọng một ngày tôi pha khoảng tầm 50 ly thì các bạn sẽ chọn những dòng máy pha cà phê khoảng tầm từ 70 ly, 100 ly thì càng tốt thì nó mới bền được, còn không là nó sẽ rất là tiêu hao tuổi thọ của máy. Kinh nghiệm thứ hai là các bạn sẽ chọn mua máy pha cà phê có cái sự uy tín trên thị trường, đã được nhiều đối tác chủ quán tin dùng rồi thì các bạn chọn, chứ các bạn đi mua những cái dòng máy pha cà phê mà chưa có ai sử dụng hoặc là rất là ít người sử dụng đó thì nó rất là khó để cho các bạn, cái sự rủi ro nó rất là cao. Và các bạn chọn những dòng máy pha cà phê mà đã được nhiều chủ quán tin dùng rồi thì các bạn sẽ an tâm hơn, như là Karimali hay là Casario đó. Thì những cái dòng máy pha cà phê này nó đã có cái được nhiều người kiểm chứng rồi thì các bạn cứ việc mà mua thôi, đơn giản như vậy. Các bạn xem coi là cái con này, em này giá tiền có phù hợp với tôi hay không là ok. Đó là kinh nghiệm thứ hai. Kinh nghiệm thứ ba là các bạn không nên mua những dòng máy pha, máy xay đã qua sử dụng. Nếu các bạn dư tài chính, các bạn cứ mua thẳng dòng máy pha cà phê mới 100% thì cái bên trong, cái nội thất bên trong nó chưa có ai xài hết, thì nó giống như cái căn nhà đó. Bất kể mua một căn nhà mà các bạn sạch sẽ thì nó rất là vô, mình ở nó dễ chịu. Còn các bạn mua những dòng máy pha cà phê cũ thì họ chưa vệ sinh, họ chưa sạch sẽ thì các bạn rất là khó ở nha các bạn. Còn giả sử như là các bạn không có đủ tài chính, các bạn muốn mua cũ thì các bạn phải mua từ những nơi có uy tín, họ sẽ làm sạch, họ sẽ vệ sinh cái nồi hơi, cái bơm bên trong để cho các bạn sử dụng tiếp, nó sẽ an toàn hơn. Kinh nghiệm thứ tư là sau khi các bạn chấm được một cái dòng máy pha cà phê rồi thì các bạn sẽ lên YouTube, lên Google hoặc là đến thẳng nơi người ta bán máy, các bạn xem coi là cái mẫu máy pha vậy pha là sao, có vừa tay với các bạn hay không, nó có bị lọt hay không. Ví dụ các bạn bỏ cái tay cầm này vô cái họng chiết xuất này, nó có phù hợp với cái độ cao, chiều cao của các bạn hay không, hoặc là nó phù hợp với cái tay kích thước của cái quầy bao của các bạn hay không đó. Ví dụ như là tôi bỏ một cái em này vô cái họng chiết xuất này, tôi thấy rất là vừa tay và nó không bị rung lắc, các bạn thấy không, tôi gồng hết sức rồi nó không bị rung lắc và tôi cảm thấy rất là phù hợp với cái kích thước của máy pha là ok đó. Thì các bạn sẽ được pha thử đó thì xem coi là nó sẽ có phù hợp với các bạn hay không. Rồi kinh nghiệm thứ năm, sau khi
từ cái kinh nghiệm số 4 các bạn đã chấm được cái dòng máy pha cà phê rồi, thì các bạn sẽ hỏi cái người bán máy là anh có hướng dẫn cách pha, cách vệ sinh, cách cài đặt các nút này hay không, hay là anh chỉ việc bàn giao, hay là anh chỉ việc bán máy cho tôi hay thôi đó. Thì các bạn nên mua từ những đơn vị mà họ sẽ hướng dẫn cho các bạn từ A tới Z để cho các bạn yên tâm. Tại vì sau một cái thời gian mà các bạn pha thì các bạn cần phải vệ sinh, thì cái nội thất bên trong này nè nó mới sạch được, nó mới ổn được. Chứ nếu mà các bạn pha xong mà các bạn không vệ sinh, cái họng chiết xuất này, cái họng chiết xuất ở đây nè, nó bám bẩn, nó dơ, thì cái tuổi thọ của máy pha cà phê này nó sẽ tụt rất là nhanh nha các bạn đó. Thì qua cái năm cái kinh nghiệm vừa rồi mà Leon sẽ chia sẻ cho các bạn, thì trong cái clip này Leon sẽ tư vấn, sẽ liệt kê những cái dòng máy pha cà phê mà chuyên để mở quán chất ở quay. Thì Leon sẽ chia làm 4 cái phân khúc nha các bạn. Phân khúc đầu tiên là dòng dưới 10 triệu, thì Leon sẽ nói rõ cụ thể là các bạn sẽ chọn dòng máy pha cà phê nào. Dưới 10 triệu thì các bạn sẽ có một lựa chọn duy nhất mà Leon cảm thấy là ok nhất tại Việt Nam vì mình, là dòng máy pha cà phê của Gamelite CRM3005E, có các nút định lượng tự động. Vui vừa các bạn xét cái nút này 60mm thì nó ra đúng 60mm, nó dừng. Có vò, lấy vò đánh sữa và có khay chứa đằng sau. Thì cái em này các bạn pha khoảng tầm 20 ly thì các bạn sẽ châm đầy nước ở đằng sau bình này. Và em này sẽ có độ bền là 1.5 năm. Công suất pha là 40 ly một ngày. Ví dụ như các bạn nhắm tới quán của mình nhỏ, rất là nhỏ, pha khoảng tầm 20 ly thì các bạn chọn mua em này, nó sẽ phù hợp. Ít ra nó sẽ tối ưu được cái chi phí của bạn. Pha rất là nhanh nha. Rồi, dưới 20 triệu thì các bạn sẽ có 3 lựa chọn. Dưới 20 triệu 3 lựa chọn. Lựa chọn đầu tiên là dòng gạp dai. Thì em này là của Ý. Công suất là 80 ly đến 100 ly một ngày. Độ bền là 2 năm. Có các nút điều khiển ở đây. Nhưng em này sẽ không có định lượng tự động. Có nghĩa là các bạn sẽ chiết xuất ra 60mm là các bạn phải bấm cơ như này cái thì nó mới ngừng được. Và sẽ có một cái khay chứa nước đằng sau đây. Xài khoảng tầm 20 ly là các bạn sẽ châm nước một lần. Inox. Rồi, lựa chọn thứ hai là Rebel 870. Có khay chứa nước đằng sau này. 20 ly cũng phải châm một lần. Các phím chức năng. Dòng này thì có định lượng tự động, tức là set 60mm ở điểm ở nút này là các bạn sẽ, nó sẽ tự ngắt. Rồi, và kèm theo đó là tích hợp cả máy xay luôn. Thì cái em này thì có thể các bạn phục vụ tầm 80 ly một ngày, độ bền là 2 năm. Rồi, em thứ ba. Đây là em Gamelite 3200B, công suất là 120 ly một ngày, độ bền 2 năm. Và có những cái phím định lượng tự động set 60mm là nó sẽ ra đúng 60mm. Vò lấy nước sôi, vò đánh sữa, kim đồng hồ chỉ áp suất, vò trợ hơi. Và cái họng chiết xuất này bằng đồng thau, rất là nóng nha các bạn. Nóng phỏng tay luôn. Và chiết xuất rất là ổn định. Thì trong ba em mà dưới 20 triệu mà Leon giới thiệu hồi nãy, thì bản thân của Leon sẽ rất là thích em này nha các bạn. Em này là đánh giá rất là cao. Rồi, trong phân khúc khoảng tầm dưới 40 triệu thì các bạn nên chọn em Lavita. Thép inox. Không có vò lấy nước sôi. Không có vò đánh sữa. Có 3 phím. Phím 1 shot, 2 shot, phím tự do. Và hai cái phím này là để trang trí thôi chứ không có làm gì được hết. Này là không có khoa khu này không phải là phím nha các bạn. Thời gian chiết xuất để chúng ta canh xem là một ly chúng ta sẽ chiết xuất tầm bao nhiêu thời gian ở đây. Và em này thì cái hơn các em 20 triệu ở chỗ là có khay chứa nước 5 lít nước cao hơn.
5 lít nước thì các bạn sẽ pha khoảng tầm 50 ly mới thay, mới châm nước thì nó rất là thuận tiện hơn. Đó. Và khi mà hết nước thì đèn màu đỏ ở đây sẽ báo cho các bạn. Đèn màu đỏ ở đây sẽ báo cho các bạn để các bạn châm nước. Nó sẽ không bị cháy bao mặt. Thì combo này sẽ bao gồm máy pha, máy xay. Máy xay này hay ở cái chỗ là nó sẽ có định lượng tự động ở cái nút này. Các bạn set 18 RAM thì ra đúng 18 RAM ở cái nút này. Thì cái combo này nó sẽ đi rơi vào khoảng tầm dưới 30 triệu trên thị trường đang bán nha các bạn. Rồi, tiếp theo. Dưới 60 triệu, dưới 60 triệu chúng ta sẽ có 3 lựa chọn. Em này là 48 triệu là gồm cả máy xay. Máy xay, máy gồm cả máy pha, máy xay. Là trên thị trường hiện nay là khoảng tầm 48, có chỗ bán 50, có chỗ bán 48. Thì sẽ có vò đánh nước sôi, vò đánh sữa, inox, thép không gỉ, rất là cứng cáp và rất là đầm tay. Như đầu video là tôi đã bỏ tay cầm vô rồi, đầm lắm, đầm tay này đó. Rồi mà em này hay ở chỗ là không cần có, không có cái khay chứa nước đằng sau, mà sẽ là hút nước tự động, tức là tự hút lên nồi hơi ở trong máy chứ không cần phải châm nha. Rồi em thứ hai là em Casio, có vò là nước sôi, ấy có vò đánh sữa, có vò đánh sữa, có vò là nước sôi, kim đồng hồ, hai kim chỉ áp suất và không có khay chứa nước, cũng hút nước tự động như là Karimali. Và sau đó là các đường bo co góc rất là mịn, sang. Inox, cái này là inox nha các bạn, inox. Rồi thép không gỉ bên này rất là cứng cáp. Con này là nặng hơn nha các bạn, nặng hơn, to hơn so với Karimali. Và cái combo này bao gồm cả máy pha này và máy xay này, trên thị trường hiện nay là đang gần 50 triệu, có chỗ bán 50, có chỗ bán hơn 50 một tí xíu. Đó. Rồi, và dưới 60 triệu các bạn sẽ có thêm một lựa chọn nữa. Ai mà thích dòng máy pha cà phê 2 đút thì các bạn sẽ lấy em này. Đây, Karimali. Và máy xay này là 60 triệu cái combo này. Em này là 60 triệu. Vò để nước sôi có, vò đánh sữa có, hai họng chiết xuất, một họng, hai họng, họng bằng đồng thông nguyên khối, nhiệt độ ổn định, chiết xuất ok nha các bạn, lớp ra mai rất là dày. Rồi bảng đèn led điều khiển tự động, hai bảng luôn, một bảng ở đây và một bảng ở đây luôn. Còn đây là màn hình led hiển thị các thông số của máy. Em này thì công suất một ngày là trên 300 ly, độ bền là 7 năm. Pha liên tục 1 giờ là từ 50 cho tới 60 ly. Đó là các bạn thấy không, 60 triệu đối với dòng 2 rút thì cái em này là đang là giá rẻ nhất so với dòng 2 rút này rồi. Nếu mà các bạn có khoảng tầm 60 triệu thì các bạn hãy đầu tư em này nha. Rồi và trong video này Leon đã tư vấn xong những dòng máy pha cà phê để chuyên để mở quán chất ở quay. Các bạn có những cái thắc mắc nào, có những câu hỏi nào có thể comment phía dưới thì Leon sẽ giải thích cho các bạn. Kèm theo đó chúng tôi sẽ gửi một cái đường link review chi tiết từng em nãy giờ chúng tôi đã đề cập về cách pha mọi thứ về em đó trong từng clip một, có gắn ở dưới bình luận. Các bạn nếu thấy hay video này xin vui lòng cho một like, một share và một đăng ký kênh để ủng hộ Leon ra những clip sắp tới. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.